đi ta. Bạn có đeo con nơi được không? Không. Không. Bạn đeo con nơi được không? Không. Không, ta tự đeo. Đeo nơi là vô mới giống cái quà nè, tặng cho em gái ta. Tại sao nhà ngươi không yêu em gái của ta? Không có tình cảm làm sao mà yêu? Yêu không? À, yêu không? Yêu. Trai cô, anh yêu em. Tình yêu đó đã đến rồi em rất vui khi được anh yêu. Chợt hôm nay anh đã khiến cho ước mong bỗng nhiên không còn là xa xôi. Trai cô là em. Em chính là cô bé mập ù. Và em có rất nhiều ước mơ, rất mong tất cả mọi điều sẽ xong. Trai cô thông minh đáng yêu ghê, trai cô xinh đẹp. Anh làm món quà này tặng cho em nè. Dù yêu em hay không yêu em chỉ cần đụng vô một cái. I love you. Món quà này yêu em suốt một đời. Chúc em may mắn làm sao. Cảm ơn con. Nè. Dạ. Giờ có điện thoại đi. Dạ. Ở đây mẹ nói nó không yêu á, kêu anh ra quán nó bể đầu luôn. Dạ. Em biết rồi. Arigato gozaimasu. Chị Hương nè. I love you. Nè bà nội. Khách quá à. Nobita chàng ơi. Chàng ơi, tình yêu rất là cao đẹp. Nó giúp chúng ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường và vươn tới những suy nghĩ tầm bậy. Họ mới phải thì nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu và nói với em một câu rằng ai sẽ yêu em suốt cuộc đời. Ôi quá. Thích quá hà. Nobita chàng ơi, tương lai chàng sẽ là chồng, còn em sẽ là vợ. Thôi nghe, hồi nãy anh lỡ anh nói yêu em đó là chỉ vì một phút bốc đồng. Anh trai em. Anh thích người. Anh nói em nghe nè, cái chuyện mà anh yêu em á, anh năn nỉ nha. Dạ. Em đừng có nói cho ai biết hết nha. Dạ, anh yên tâm đi. Em là kín miệng lắm luôn không? Ừ. Má em nói á hả, em là trong nhà hả, chuyện gì vô mở em á là nguyên xóm biết thôi à. Lấy nghe nè, mình chụp hình đi. Mình chụp hình kỷ niệm nè. Đi tí lên nha. Em chụp hình làm gì vậy? Đăng Facebook. Em mới đăng rồi. Ý, trời ơi, mới vừa đăng lên một cái là có 1.800 lượt like rồi. Không phải chị ơi. Sao vậy? Cái này là cái nick nó có tên là 1.800 like. Nó thích cái bài của chị. Chứ không phải là cái bài của chị được 1.800 người thích đâu. Vậy hả? Ta buồn vậy. Nói nghe nè. Ừ? Bây giờ mình chơi trò khác đi. Trò gì? Mình chơi trò chơi vợ chồng. Trai cô, bà dạ? Xấu mà bà đặt sống ảo. Anh không có yêu em. Tại sao? Bởi vì em mập quá. Anh không nghe người ta nói cái câu á, mập không phải là một cái tội, mập chẳng qua là sự vượt trội về thể xác. Nhưng mà anh muốn người yêu của anh phải thật xinh đẹp cơ. Em tuy không có xinh nhưng em rất tự tin vì thần kinh em ổn định. Trời cô, anh đã nói rồi, em đừng cố níu kéo những gì không thuộc về mình. Dạ đúng rồi, mình níu kéo là không có tốt đâu á. Nhưng mà mình phải giành giật nhiệt tình, chừng nào nó thuộc về mình thì thôi. Anh không yêu em. Cái gì? Cái gì? Nói với ta. Cái gì? Không yêu, không yêu. Mình không yêu, đừng có ép buộc mình. Sao? Hả? Tự tử đó hả? Rồi sao xuống? Không biết được. Thiệt á, anh khổ cho em quá à. Bây giờ Nobita yêu em đúng không? Dạ. Yên tâm đi, anh sẽ chọn lựa một người xứng lứa vừa đôi với em. Đẹp thiệt là đẹp, làm chồng em chịu không? Ai vậy anh? Thạc sĩ Đức Hải. Thôi, chịu không? Sao ạ? Anh ít tóc lắm. Trời ơi. Thôi,
rồi. Bây giờ vậy nè, anh á, anh đừng có ép Nobita yêu em nữa. Bởi vì á, miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc đâu. Em sẽ cố gắng đi tìm một người mà người ta sẽ phù hợp với gia đình hột mít của mình. Anh ơi, anh biết không, chúng ta có thể tắt điện thoại và tháo sim, nhưng chúng ta không thể nào tắt bộ não và tháo tim. Đây là tình cảm chân thành của em. Em rất yêu anh, yêu rất nhiều. Doraemon. Cái gì vậy? Anh thương trọng nhớ bạn Doraemon. Nhưng mà em chưa có đủ can đảm để tỏ tình với bạn Doraemon. Cho nên em mượn bạn Nobita để em làm bài tập thực hành tỏ tình. Nhưng mà anh biết không, qua cái chuyện này nè, là em biết được hai điều. Trái em, nó kêu anh ai đó. Không ra đây. Tại sao vậy hả? Bạn á, Nobita không có yêu em, mà anh cứ một hai bắt người ta yêu, rồi anh đánh người ta, anh xúc phạm thân thể người ta. Anh ích kỷ lắm, anh biết không? Vì anh thương em. Nhưng mà nhờ đó đó, em mới cảm nhận được tình cảm của gia đình, tình cảm của người anh. Em ấm áp và hạnh phúc lắm. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Uống thuốc giảm mỡ bụng nữa nha. Còn Nobita hả? Tại sao vậy? Sao bạn kỳ cục vậy? Mình đừng bao giờ đánh giá người ta qua hình thức bên ngoài, hiểu chưa? Hiểu chưa? Mỗi người có một thế mạnh hết. Nhưng vì tình yêu, con người ta sẽ cố gắng hoàn thiện để người ta tốt hơn, người ta đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ đi tìm đến bác sĩ thẩm mỹ, mình hút mỡ. Trời ơi.